Trong video trước chúng ta đã cài đặt xong tất cả những công cụ cần thiết rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái phần store của mình. Tại vì sau này chúng ta sẽ tổ chức theo dạng store ha. Tất cả những dữ liệu chúng ta đều lưu ở trong thằng Vuex. Cho nên bây giờ ha, trong thằng store này chúng ta sẽ tạo ra một cái dành cho bài viết của mình. Mình sẽ new một cái folder post. Ok. Rồi trong cái post này thì chúng ta sẽ có cái state mặc định đúng không? State. Mình sẽ tách ra theo dạng từng file như thế này. Được chưa? Rồi trong cái state này chỉ đơn giản là chúng ta export ra một cái default function thôi. Và cái default function này nó sẽ return về cho mình một cái object. Và object này hiện tại mình cần lưu cái gì? Chúng ta cần lưu cái thằng latest list đúng không? Latest list. Mình làm tới đâu mình lưu tới đó ha. Hiện tại mình chỉ cần thằng này thôi thì mình ghi là latest list. Là một cái array. Giả sử sau này mình cần thêm cái gì nữa? Mình cần thêm cái popular list chẳng hạn. Thì mình cũng có thể khai báo đây luôn. Đúng chưa? Nó tạm thời chúng ta thấy được hai thằng này. Thì mình chỉ cần ghi như vậy thôi. Vậy là đó là xong cái thằng stay. Rồi tương tự trong thằng stay này chúng ta cũng phải sẽ có những cái action để mình gọi API đúng không? Chúng ta sẽ gọi API ở trong action. Thì tương tự ở đây chúng ta sẽ new một cái file là file action có s nha, chấm js. Rồi ở đây chỉ đơn giản là mình export default ra một cái object thôi. Về kiến thức của Vuex thì chúng ta đã học rồi. Thì chỗ này mình có thể tạo ra một số cái hàm ha. Ví dụ chắc chắn nó phải là một cái async function rồi đúng không? Cái này chúng ta đã học rất nhiều ở trong khoa học Vue.js rồi ha. Ở đây mình sẽ làm nhanh. Thì đối với cái phần tên hàm á, chúng ta sẽ khai báo cái chữ ACT ở phía trước để sau này mình nhận diện đây là một cái action. Đó, tên để chúng ta dễ dàng nhận diện thôi. Fetch latest post chẳng hạn. Ok, fetch latest post. Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái destruct riêng để mình lấy cái thằng commit ra này. Commit để sau này mình làm cái gì? Mình sẽ dispatch một action đúng không? Rồi sau đó action này nó sẽ commit tới một cái mutation. Đó là quy trình chúng ta đã học rất là quen rồi ha. Ok, vậy rõ ràng chúng ta cũng sẽ tạo thêm một cái thư mục dành cho mutation, được chưa? New file này, mutation. Thì giả sử lúc này mình đặt câu hỏi là cái mutation của mình nó có S hay không á, thì mình chỉ cần truy cập lên Vuex để mình kiểm tra lại thôi. Ví dụ, trong quá trình chúng ta làm thì không nhất thiết chúng ta phải nhớ hết tất cả ha. Khi cần tới cái gì chúng ta lên search cái đó thôi. Đây, mutation này. Đó, mutation là một cái thuộc tính có S đàng hoàng. Thì khi chúng ta khai báo ở trong Node.js á, thì những cái thuộc tính này mình sẽ tách riêng ra một cái file. Và mutation là cái gì? Mutation nó là một cái object tương tự, trong nó sẽ có những cái hàm. Thì tương tự thôi, ở đây chúng ta sẽ khai báo là export default một cái object. Rồi sau này mình làm cái gì đấy ha, mình tính sau. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ở trên trình duyệt xem coi cái store của mình á, nó đã được thiết lập hay chưa. Vào trong view này, refresh lại trang này, trở vào tới phần Vuex này. Chúng ta xem cái state của mình ha. Hiện tại các bạn thấy là chúng ta đã có được cái post rồi thấy không? Post nó là một cái object. Trong object này nó sẽ có hai cái array. Đó, latest list này và popular list. Chúng ta có thể test bằng cách là vào trong cái action của mình á. Các bạn có thể dispatch một cái action. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ dispatch từ đâu, đúng không? Vậy thì các bạn thấy cái thằng latest post này của mình á, nó đang nằm ở trong trang home. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải dispatch từ trang home rồi, đúng không? Mình sẽ dispatch một action để chúng ta gọi API để lấy dữ liệu về. Ok, rồi, vậy là lúc này nó sẽ quay trở lại kiến thức liên quan tới data fetching ở phía server, đúng không? Các bạn nhớ lại ha, chúng ta có hai hàm đúng không? Thứ nhất là async data và thứ hai là hàm fetch. Đó là hai cái chúng ta có thể dùng. Ví dụ thằng fetch này á thì nó vừa chạy được ở trong bay mà vừa chạy được ở trong component. Còn thằng async data này chúng ta chỉ chạy ở trong cái bay thôi. Đó, hiện tại mình nhắc lại một số kiến thức ha. Sau này mình làm quen rồi thì những chức năng sau á chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Cho nên lúc này sự khác nhau giữa hàng này là gì? Khác nhau thứ tự thôi. Thằng async data nó sẽ chạy trước, còn thằng fetch này nó sẽ chạy sau. Tại vì thằng fetch nó được sinh ra sau khi component đã được khởi tạo, đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta đẩy hết qua store, cho nên mình cũng không cần quan tâm là cái component của mình được khởi tạo hay chưa ha. Vậy thì chúng ta có thể dùng luôn cái thằng async data để mình có thể dispatch một cái action, và action đó mình sẽ tiến hành gọi API. Rồi trong video sau mình sẽ tiến hành thực hiện cái việc này ha.